Mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phát Thái TV. Hôm nay Phát Thái tiếp tục đến nhà vườn của anh Văn Vũ, sẽ báo giá với quý cô chú rất là nhiều loại hoa giấy mẫu đơn, đặc biệt là nhà vườn bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi chào anh Vũ. Rồi chào anh Thái ha. Rồi chào tất cả cô chú anh chị ha. Thì hôm nay trở lại nhà vườn, em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em rất rồi. Hôm nay trở lại nhà vườn thì có một số bông giấy tôm ngũ sắc năm màu, với lại một cây với lại một số cũng ngũ sắc năm màu luôn ha, với một số mẫu đơn ha cô chú. Số điện thoại của em Zalo là 0968 878 912, em ở làng Hoa Sa Đéc nha cô chú. Rồi cặp số 1 em xin Zalo là một cây tâm ngũ sắc năm màu, cao là 83, bên đây là 85 nha cô chú. Một tâm là đủ năm màu ha. Dạ, tâm màu bao phớt hồng nè, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu cam, đủ năm màu của dòng ngũ sắc. Hoành này dao động cỡ 5-6 dao động vậy quý cô chú ơi. Rồi cái tàn. Rồi cặp số 1 em xin giao lưu là 400 ngàn ha cô chú. 400 ngàn là em bao quý ship cho cô chú chơi luôn. Mã số 2 vẫn là một cặp với tâm. Dạ, rồi cặp số 2 với tâm hay cô chú. Màu đỏ rồi quý chú, màu vàng, màu cam, rất là đẹp luôn. Cái này là 78 hay cô chú. Bên đây cũng vậy luôn ha cô chú. Đồng dạng với nhau. Màu sặc sỡ ha, màu dòng của Thái nó chuẩn màu lắm quý chú ơi. Rồi giá cặp số 2 luôn. Cặp số 2 cũng là 400 ngàn ha cô chú. 400 ngàn là bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục cặp số 3 ha cô chú. Này em giao lưu là đủ 5 màu ha cô chú. Bao cô chú là 5 màu. Cao là 92. Bên này cũng là 92 luôn ha cô chú. Quá trời lên màu rực rỡ cô chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi cặp số 3 cũng là giá 400 ngàn hay cô chú. Rồi. Rồi tiếp tục cặp số 4 cô chú ơi. Này nó mới lên chấm bắp nè cô chú. Này rất là đẹp ha. Màu vàng rực rỡ luôn. Cao là 75, bên này là 80 hay cô chú. Đây nó đang lên cơi trên này. Đang lên bắp kẹo trên cô chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi cặp số 4 này có giá cũng 400 ngàn hay cô chú. 400 ngàn em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục cặp số 5 cô chú ơi. Con giấy. Ê. Số 5 hay cô chú. Màu đỏ lên rất là đẹp luôn. Cao là 75. Bên đây cũng vậy nha chú. Con giấy này số lượng trong vườn em còn rất là nhiều nha cô chú. Rồi giá cặp này luôn. Rồi cặp số 5 này có giá 400 ngàn hay cô chú. Rồi một tùm đủ 5 màu ha. Dạ. Tiếp theo mã số 6. Số 6 một cây đỏ lửa. Đỏ lửa hay cô chú. Đang lên hoa. Để quái cô chú ơi. Cây một cốt. Cao là tính cô chú 100 ha. Đây ngang là 65. Còn 13 hay cô chú. Ồ để sổ ghê cô chú. Một cốt nha. Rất là sạch luôn. Dạ. Rồi mã số 6 có giá 400 ngàn hay cô chú. 400 ngàn là em bao cái ship cho cô chú luôn. Rồi tiếp tục mã số 7 cô chú ơi. Cũng là cây đỏ lửa nha cô chú. Cao 100. 67 nha cô chú. Này thích hợp cho cô chú nào về lấy bo ha. Bo rất là nhiều nha cô chú. Quanh là 15 rưỡi nha cô chú. Để sổ ghê không. Đế còn sâu lắm hay cô chú. Rồi mã số 7 có giá là 400 ngàn hay cô chú. 400 ngàn em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã số 8 cô chú ơi. Cây này ghép 4 màu ha. Dạ cây này ghép 4 màu. Cao là 92. Tới ngang là 64 hay cô chú. Trắng tím. Trắng tím. Malai. Rồi một màu nữa là cam lửa và đỏ lửa. Đây đỏ lửa đây. 4 màu phối hợp trên cùng một cây. Còn là 12 hay cô chú. Rồi. Rồi mã số 8 này có giá 350.000 cô chú ơi. Rồi. Rồi mã số 9 nha cô chú. Ok, tím bướm. Dạ, tím bướm đang bông. Hàng mini để bonsai để bàn cao 70 nha cô chú. Tới ngang là 65. Vậy quý chú mình khai thác bo vô dây nha. Dạ. Làm bonsai cực kỳ đẹp luôn. Còn là 14 rưỡi hay cô chú. Ồ, để nè. Rồi mã số 9 có giá 400 ngàn hay cô chú. 400 ngàn bao cái ship cho cô chú chơi luôn.
Rồi tiếp tục mã số 10 của chú ơi. Cao 70 ha cô chú. 2065. Quần là 13 gửi ha cô chú. Đó, đẹp. Rồi, mã số 10 tính bớm này có giá thì cũng 400.000 ha cô chú. Rồi mã 11 ha cô chú. Để quái ha cô chú. Cao là 67. 2066 ha cô chú. Còn là 15 hay cô chú. Rồi, rồi. Một này có giá 400.000 hay cô chú. Rồi tiếp tục mã 12, cây hồng găng hay cô chú. Cao là 94. 3.065 hay cô chú. Hồng găng cô chú ơi. Quá trời màu. Nó ưa chạy viền sọc lắm hay cô chú. Quần là 19 nè. 9 rưỡi hay cô chú. Cũng cô chú 19 ha. Giống như con thú đang ngồi hay cô chú. Rồi mã 12 này có giá 400.000 luôn hay cô chú ơi. 400 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Tiếp tục mã 13 cô chú ơi. Quá trời lên màu. Cao là 95. 2018-17 hay cô chú. Khai thác bò nhiều ha. Dạ. Dòng này cũng nói chung rất là mới quý chú. Dạ. Quanh là 14 gửi hay cô chú. Rồi mã 13 có giá 300.000 hay cô chú. Ủa mã 13 có giá 400.000 cô chú ơi. Rồi tiếp tục mã 14 cô chú ơi. Một cây đỏ lửa. Tạng lớn cô chú. Này nó đang lên cơi bông rồi quý chú. Cao 1m18, tán ngang là 70 cô chú ơi. Một cốt cô chú. Một cốt ha. Nó lên nu luôn rồi. Dạ. Quành 19 quành ha cô chú. Ồ để. Cục cục luôn cô chú ơi. Một cốt ha cô chú. Rồi mã 14 này có giá 600.000 ha cô chú. Này về quý chú mình cơi tàn lại ha, làm tàn tròn. Cây đặc biệt cái dòng một cốt này là cái thị trường rất là chuộng nha. Dạ, rồi mã 15 hay cô chú. Vẫn là đỏ lửa luôn. Cao 1m09. Tay ngang là 70 hay cô chú. Còn là 15 hay cô chú. Một cốt hay cô chú. Rồi mã 15 này có giá 400.000 hay cô chú. Rồi tiếp tục mã 16 của chú ơi. Ngũ sắc năm màu. Dạ, ngũ sắc năm màu hàng này nói chung mình lớn nha cô chú. Cao 1m2 nha cô chú. Tay ngang tới mắt ghép nó là 77 cô chú ơi. Màu phớt hồng nè. Dạ. Màu vàng nè. Màu cam nè. Đỏ nè. Màu hồng nè, là năm màu chủ đạo của ngũ sắc nha. Tám hoành hai cô chú. Ồ để sổ ghê không. Để sổ là 30 hai cô chú. Rồi mã 16 có giá 800.000 hai cô chú. 800.000 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã 17 cô chú ơi. Cũng là cây ngũ sắc năm màu. Ngũ sắc năm màu này em về số lượng rất là nhiều nha cô chú. Đặc biệt cái màu hồng. Dạ. Cực kỳ đẹp. 18. Tay ngang tới mắt ghép 70 ha cô chú. Và thêm màu đỏ ha, rất là nhiều nhiều màu trộn để cực kỳ quái nha cô chú. Hàng này hàng lớn ha cô chú. Đoạn này cái eo này cô chú ơi. 20 quành rưỡi tính cô chú 20 ha. Rồi mã 17 này có giá là 800.000 ha cô chú. 17 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 18 cô chú ơi. Ồ. Quá khứ rồi, lên đều rồi cô chú. Dữ thiệt chứ. Ấn tượng màu đỏ màu hồng hai màu. Cao mắt 26. Tán ngang đo tới mắt ghép là cô chú 60 thôi ha. Ôi giời đế em ơi. Dữ trời thiệt. Này là 19 quành hay cô chú. Để coi nè. Rồi mã 18 này có giá 800.000 hay cô chú. 800 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn.
rồi mã 19 nha cô chú. Bên em là đế quái không nha cô chú. Cao 1m21. Tán ngang là 78 nha cô chú. Mười tám mình giữ ha cô chú. Quá trời luôn, sổ nè. Còn dưới này còn đế nữa nè. Dưới này còn đế nữa nè. Dạ. Rồi mã 19 này có giá cũng là 800 ngàn ha cô chú. Tiếp tục mã 20 cô chú ơi. Hàng này thì nó mới lên bông ha cô chú. Mới lên gì mình chơi mới ngon nè. Cao 1m18. Tán ngang là 70 cô chú ơi. Đo tới mắt ghép thôi ha. Rồi cô đế này cô chú. Cuộn. Em đo vị trí này ha cô chú, mình 16 rồi ha cô chú. Đo cái eo nhỏ nhất nha. Rồi mã 20 này có giá 800 ngàn ha cô chú. Rồi 21 cô chú ơi. Về qua được bông quý cô chú mình thúc vô nha. Thúc vô đẹp lắm. Đặt tàn. Cao 1m24. Tán ngang là 74 nha cô chú. Mười tám quần hay cô chú. Quá trời dữ luôn. Rồi mã 21 này có giá 800 ngàn luôn hay cô chú. 800 làm bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã 22 cô chú ơi. Cao 1m18. Cái ngang là 70 hay cô chú. Nó già mà nó sắn lại luôn cô chú. Quá khứ rồi. 17 hoành hay cô chú. Đó cái eo ha. Già mà nó sắn lại luôn. Rồi 22 này có giá là 800 hay cô chú. Rồi tiếp tục mã 23 cô chú ơi. Đang lên. Lôi gà búp quá xá luôn. Dạ. Yeah. Cao 1m25, tay ngang là 65 nha cô chú. Đấy sắn đẹp lắm nha cô chú. 15 vành hay cô chú, cái sổ luôn. Rồi mã 23 có giá 700 cô chú ơi. 700 ha. 700 là anh bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã 24 nha cô chú. Cao 1m20. Tán ngang là tính cô chú 65 ha. Ôi cái đế của chú ơi. Quá trời. Quần đây là 20 nha cô chú. Đấy rất đẹp. Rồi mã 24 có giá 800 ha cô chú. 800 là em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã 25 cô chú ơi. Cái đế đẹp. Còn 16 hay cô chú. Rồi mã 25 có bảy, có giá 700 ngàn hay cô chú. 700 ngàn là bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Tiếp tục mã 26 cô chú ơi. Rực rỡ lên. Cao 101 hay cô chú. Tán ngang là 75. Còn 17 ha cô chú. Đế cơ cuộn cây nào như cây đó ha cô chú. Rồi mã 26 này có giá 800 ngàn ha cô chú. Rồi tiếp tục mã 27 cô chú ơi. Đây. Cao 1m2. Tán ngang là 67 ha cô chú. Ôi, bộ đế này cô chú. 17 hoành thôi cô chú ơi. Bộ đế hết tiếc bộ đế. Đế tới 35 nè cô chú ơi. Rồi mã 27 có giá 700 ngàn hay cô chú. 700 ngàn bao cái ship cho cô chú chơi luôn.
là mã 28 trở lại trang nha cô chú. Vàng đã sắn. Hàng này em thần rất lâu cô chú ơi. Cao 85. Cái ngang là 67 nha cô chú. Dòng này rất là ít nha quý cô chú. Dạ. Trồng chậm lớn lắm. Này đào tẩm đi. 18 hoành nha cô chú. Cây đế nở ha. Đế dữ lắm luôn. Rồi mã 28 này có giá 350.000 nha cô chú. 350 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã 29 cô chú ơi. Lên bông kẹo ở trên cô chú ơi. Về là mình chơi Tết luôn nha. Cao là 85. Tay ngang là 60 nha cô chú. Đo vị trí này nghe cô chú, 13 hoành gửi ha. Một khăn phản tắt đi. Rồi mã 29 này có giá 300.000 nha cô chú. Rồi mã 30 cô chú ơi. Cao là 78. Tay ngang là 61 nha cô chú. Hoành 13 cô chú ơi. Đế nở ha. Dạ. Rồi mã 30 có giá 300.000 luôn cô chú ơi. Rồi mã 31 trở lại Mỹ Cam ha cô chú. Hàng thần gắt lâu cô chú ơi. Tàn còn do. Cao 1 mét rồi. Để 8, để ngang 60 ha cô chú. Mình bị chiếc này 10 ha cô chú. Khó khăn là 52. Rồi mã 31 có giá 300.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 32 cô chú ơi. Mỹ Cam. Cao là 95. Cái ngang là 75 nha cô chú. Bắn tượt cái này đó, khỏe dữ lắm khỏe cô chú ơi. Đây cái eo ha cô chú. Tầm 12 gửi. Thằng này cái cũ dữ lắm cái cũ. Khó khăn 30 cô chú ơi. Rồi mã 32 này có giá 300.000 nha cô chú. Rồi mã 33 cô chú ơi, cũng là Mỹ Cam. Hàng này phơm tàn tròn nha cô chú. Cao 93, đá ngang 72. Mấy cái eo dưới đây đi. 15 hoành cô chú ơi. Khó khăn là 28. Rồi mã 33 này có giá là 300.000 nha cô chú ơi. Mỹ Cam hàng thùng chậu rất lâu ha cô chú. Rồi mã 34 hồng phấn lá chanh siêu hoa. Cao là 88 cô chú. Đá ngang là 70. Phơm tròn vo. Hàng này thần nha cô chú. Hoành là 12 ha cô chú. Hồng phấn là 38 cô chú ơi. Rồi mã 34 này có giá là 400.000 ha cô chú. Rồi, tiếp tục mã 35 cô chú ơi. Cao 1m03. Tới ngang là 75 cô chú ơi. Ồ, đế lên. Rồi 12 nè cô chú. Khó khăn là 44. Rồi mã 35 có giá 400.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 36. Tím tím sen nhỏ. Cao 70 cô chú ơi. Cao ngang 75. Cây một cốt thân phân tắt. Dạ. Quanh này quanh 10 rưỡi cô chú ơi. Này để ban công hết bài nha cô chú. Rồi mã 36 có giá 300.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã 37 cô chú ơi. Đỏ lá nhỏ. Hàng thần rất lâu cô chú ơi. Cao 1m08. Đá ngang là 88 nha cô chú. Cốt nó già dữ lắm nó già cô chú ơi. 14 hoành gửi nha cô chú. Khó khăn phân tắc đi. Già dữ lắm. Rồi mã 37 này có giá là 400.000 nha cô chú. Rồi 38 cô chú ơi. Cao 1m22. Cái ngang là 80 cô chú ơi. Ôi, dữ lắm già. Đâu vị trí này hoành 12 ha cô chú. Gửi ra trắng hết rồi. Còn không.
Rồi mã 38 này có giá 400 ngàn hay cô chú? 400 là em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã 39 cô chú ơi. Đơn nhung lá nhựa hàng thần rất là lâu. Cao mét cô chú. Tay ngang 90. Cây thăng lực nha cô chú. 12 rưỡi nha cô chú. Thăng là 40 cô chú ơi. Rồi mã 39 này có giá 400 ngàn nha cô chú. Cũng chậm làm bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã 40 cô chú ơi. Vẫn là rõ nhung. Đương nhiên đó nữa. Tàn dữ lắm. Cao 100. Cái ngang là 95. Cành tổng khéo hay cô chú. Bình 10 hay cô chú. Thăng là 38 hay cô chú. Rồi mã 40 này có giá 400 ngàn hay cô chú. 400 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi 41 cô chú ơi. Bật kép thái. Hàng thần rất lâu nha cô chú. Cao 1m3. Tới ngàn 60 à. Hai cô chú bông lên kẹo chân cô chú ơi. Dòng này hoa đi quanh năm ha. Dạ. Hoa đi qua chiền. Mình 7 rưỡi ha cô chú, tính cô chú 7 hả? Khó khăn dữ lắm. Khó khăn 80 lần cô chú ơi. Rồi mã 41 này có giá 300 ngàn cô chú ơi. 300 em bao cái ship luôn. Rồi 42 ha cô chú. Cao 1m3 cô chú ơi. Đo có chịu hao chân ha, này đo thẳng thước kết rưỡi. Tới ngàn 70. Quần 7 cô chú ơi. Có thằng 91. Rồi mã 42 này có giá 300 ngàn hay cô chú. Rồi mã 42 này cũng cuối clip em ha. Cũng mong chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ clip rồi. Cũng chân thành cảm ơn. Mong cô chú ủng hộ em clip này nha. Chân thành cảm ơn cô chú rất nhiều. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Pháp Thái vào những clip tiếp theo nha.